chia cắt chập đam khiêm sông chấm điểm số đo lộc cru nâng mật rung hạt tiếng ọc nè nè khiêm chung so sẹp hè chỉ sơ ngã tì làm buồn có nay à nụ vị chia lai tập peng salad đại lang đập nàng ai cầm tì làm muối nợ mọc bọ sơn ai nợ sẹp phía sắt muối để ban po tha chieng tong si rong cổng bay chieng đai si hai đằng đai ta sẹp phía sắt hàng lớn đi miên ở tận đấy si chấm rơi giằng đôi mà đẹp khác sông lộc cru nâng mật rung hạt tiếng ọc nè đáp khiêm à thang thị bay đòi do chất tục đạn sạch đây thì bài nơi không sống công dương nia pe pa chạy bòn này ca rộng xì lộ đốt phơ ca nghiệp xanh xanh tay tay tờ tua ban prạch đa chùm nánh bị ca nghiệp tiếng nụ đói lây nơi không ca phơ chỉ chiêng tông nâng chiêng đài vinh có tờ tua ban prạch chùm nánh phỏng đài còn tay ca phơ chỉ chiêng cư trơ miên xong phải rẽ cố chỉ chạm bạch đám bây thơ hỏi ca nghiệp can tài miên phiếp nghỉ xùa đòi ả à sài hay này tơ miên sổ phía sật môi ban bổ thả chiêng tông si rong cầm bày chiêng đai si hay nặng đài ta sổ phía sật hàng lớn đi miên ả tần ấy đời mật đệch đám bay đo chia cùng đất bản tham tại đo ca bộ sai và thiên bắt hàng lời ở can tại bọc bái dương đằng si chùm rơi tham tiện đủ dương cua cọp bay sắc xa phai vô nơ bia cần lưu chỉ muốn sần bia chiêng tóng miên này thả chỉ chiêng phơ cương ở làng ca rứ chỉ nét đại phơ cương cài chân này ai bia cọp bay cứ chia cầm tay cầm tí đại sau bị ca bạc bay chấm lại ai bia chiêng đáy sầm đáy từ lưới chiêng đại phơ đáy rứ chiêng đại phơ xong phải rẻ bị đáy dùng tam át bát nay bịa còn lớn rọ bò bờ thiên khang lờ cứ trong miền này thả rọ bò đại thưa chỉ chieng tông rứ chieng mía rọ bạ cầm rái đòi thợ đòi xa ca thưa mía hai cọ ban pho chùm nến nâng cầm bánh đòi so tiệt phong tiệt đài ri ải chieng đài vinh cứ chỉ ca pra tham một bò to khuôn bật ở chả đám bấy bột đại bột hai đài thưa chia và thổ nề nề tớp từ tua ban pra chùm nâu chỉ ca bật nà ca run nơi sập ngay cứ băng bay từ lơ cứ băng phái từ lượng đại chương sầm rập phơ ca nghe sền sền đôi chia ca nghe chương miết cứ trơ pa cầm láng đầm bấy rèn do cầm tay cầm ti miết lật lật tội đại từ tua mọc đại từ tua ban mọc bị ca chích bị nông đây nó đầm bắn nôm rước rầy chờ bắn to mọc bắn to mọc tiệt kia do cầm bay tiếng nút để xa tốc đầm bấy do tội lạ chân chiều rụp riêng trương ở làng ca bắn thay mị bị ni từ tiết ca phơ ca nghe tiếng ơn ni cư từ tua ban pra cầm rái tam cương ni mùi chấm nay ai chieng đại vinh co mình khóc bị chieng tông phần màn đai tai chieng đại trơ ca cai chấm nay nâng lòng o đại từ tua ban bần to bị ca đột ruột đòi ca nghe tiếng ni cư trơ pra cầm làng bay đầm bay ở phơ tơi chỉ cương xăm phải rẻ pra xem xem ta đầm rời ca tiệp xa nơi không sẵn công đang đầm rời ca nghe xem phòng đài bần tai ca bị không sầm mày môn với ca thơ chỉ chiên đáy cứ bổng sơ miên ổng bạc có bà chay bị chia tùm nớp nâng chiên lươn đôi chiên nia bê bà chạy bòn ý tê đôi cả ta đi hai tớ thơ ở chiên đáy trơ pra cầm làng ca chan không ca thơ ca nghỉ nì lớp bí nì tiết xong phía đẹp đại trơ pra thơ hai nì mùi trơ miên đồng lai à sai tớ tam cầm làng như chiếm rạp bó cốt đại ban thơ rạp bó tiền nụ đài rùm miền phụ thai cầm bớt xong phía đẹp xinh tiệt bà dương hiết mọc mơ lơ nay thiệp vinh tận tâm nặng nề không ca prokop đọc bo muối trời tiêm ti ở miền ca chấm nai đam tốn nâng đạm bay từ tua ban prạ chấm đánh mọc vinh đai bổng kết bị khôn ai đôi chia kêu bằng riêng đại miền tu nịt ti bằng riêng sơ ao từ tua ban chấm nai đắng chấm niên nặng ca ảo prom bản tua mọc sơ đai từ tua ban chấm nai vị chia nặng ca vô đắng tiếng ní trời ban bằng riêng ní do tư anh ở quật thêm tiếng áp hiệp vật khôn ai đạm bay khai từ chia nét đại miền mộc mót kể từ vua nơi không sống cùng na mùi tiệt kru bằng riêng có trai miền ca chay rồng lại chấm nét đăng nặng bắp bị sao từ đó sợ đời ao sợ đa phơi lỏ hai thai tiếng thưa ai lục kru nét kru plek kết bị khôn ai viết bia bay đôi chim mà đủ đại sốc chết ai khôn ai pra rọ bỏ đại mình lỏ rọ bỏ đại đỏ đại bị kê rư rọ bỏ đại xét sao bị kê rồi tóc rọ bỏ lỏ sầm rạp pra sầm rạp đạm bay rock chấm nấu cho con ông cửa xa đôi chia chiêng tông chỉ đam rồi bỏ đại lõ rồi rồi bỏ đại phơ bị miết sốt chiêng tông ban lụa đam bay rồi chấm nấu chiêng tông tóc tai cầm tay cầm tì đại nữ sẽ xóa sầm rạp phơ luôn phần nọ bà dương cửa lấy tờ mơ sẵn công bắt chạy bòn con ông cửa xa ở bốc mà sắp chết ra rồi bỏ đại mình lõ rồi bỏ đại sẽ xóa rồi tóc rồi bỏ thơ mây rồi bỏ lõ ai từ con rồi bỏ phụ quạt dương nghĩa mộc mơ lớn na đai ở sau sờ với những dương sự kết khởi tha nó không riêng của lá bay lớn đại trơ ban ipon đại lục nhập thêm trơ ban slow bản trang ở dương khởi ta bị dạ tu ông ai đại miên chúa tha trải chợt trăng p đại trải chợt ban bẩm pin nơi cả ta cách nẹp bẩm ra giang lo hai thay tiếng hiên ca pia cho vải sợi đã bọc luôn đại chỉ khôn nỉ rí nói phụng cất pi à dụ chỉ vật đã bọc luôn vơ giang ná
ដើម្បីឲ្យតែខុននារីមានសុវត្ថិភាពនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចៅចិត្តគឺខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបម្រើនាងខុននារីដោយហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារជាផុសតាំងផងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរដែលជាសម័យរងរឿងបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញប្រជាជននៅសម័យនោះគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅទូការងារនោះធំឬតូចនឹងធ្ងន់កម្រិតណាក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់កាសហើយថែមទាំងអត់ធ្មត់មានមិនមានភាពខ្ជិលច្រអូសទៀតផងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រជាជនខ្មែរកាលពីសម័យមុនគឺគិតរឿងលុយជាធំដែលហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងរីឯនៅសម័យលង្វែកវិញប្រជាជននៅសម័យការនោះគឺមានភាពលោតលំលប់លន់ដែលចង់បានប្រាក់ដួងដែលសៀមបានបោះចូលទៅក្នុងគុំឫស្សីទៅប្រជាជននាំគ្នាកាប់គុំឫស្សីទាំងនោះដើម្បីយកនៅប្រាក់ដួងដោយការលោភលន់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្លេចគិតពីផលវិបាកនៃប្រទេសជាតិហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសត្រូវចូលមកវាប្រហារទៀតផងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនខ្មែររបស់យើងនាសម័យនោះគឺចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដោយចង់បានប្រាក់និងការខ្វះការគិតពិចារណាសរុបសេចក្តីមកជាងតងនិងជាងដែកនិងមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ត្រូវមានការចំណាយកម្លាំងញើសឈាមនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយថែមទាំងត្រូវមានការចំណាយដើមទុនទើបទទួលបានផលនិងការចំណេញមកវិញទន្ទឹមនឹងនេះទៀតគឺត្រូវចេះគិតពិចារណាត្រេះរិះឲ្យបានយល់ច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងមុននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយដោយប្រាក់ជាដើមឆ្លងតាមការបកស្រាយនៅប្រធានបទយ៉ាងបកក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅប្រកបដោយឧទាហរណ៍ទៀតផងនោះប្រធាននេះពិតជាមានអត្ថន័យល្អណាស់ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកសិក្សាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់ដើម្បីផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សនិងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយត្រូវមានការពិចារណាឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទៅបានបញ្ចប់អរគុណលោកគ្រូអ្នកអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំ